Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần trước, mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể từ một cái tài khoản chính, các bạn có thể tạo được 4 cái tài khoản Facebook phụ nhá. Có nghĩa là cái trang Facebook cá nhân phụ. Thì trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể khi nào mà các bạn không dùng đến cái trang cá nhân phụ đó nữa thì các bạn có thể xóa cái trang cá nhân đó đi nhá. Đây đang là cái tài khoản Facebook chính của mình và mình sẽ cho các bạn xem cái trang Facebook cá nhân phụ mà mình đã tạo nhá. Các bạn sẽ chọn vào menu này. Và ở đây ở trên góc phải trên cùng thì có cái mũi tên thì mình sẽ chọn vào đấy nhá. Đây thì các bạn đang nhìn đây. Hiện tại bây giờ mình đã tạo 4 cái trang cá nhân phụ, tức là cái link Facebook phụ đấy nhá. Và giờ mình sẽ xóa một trong 4 cái link Facebook phụ đấy nhá. Thì các bạn sẽ làm như sau. Thì các bạn cũng sẽ đây, mình sẽ quay trở lại đây. Đây nhá, ví dụ các bạn nào mà muốn xóa cái trang Facebook cá nhân phụ thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái menu nhá. Của mình điện thoại iPhone thì nó sẽ ở góc phải dưới cùng. Còn các bạn nào sử dụng điện thoại Android thì nó sẽ ở góc phải trên cùng nhá. Mình sẽ chọn vào menu này. Tiếp đến thì các bạn cũng sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Đó, và các bạn sẽ vào cài đặt cho mình nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái ô trên cùng này, trung tâm tài khoản. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần thông tin cá nhân nhé. Đó, khi các bạn vào cái phần thông tin cá nhân này rồi thì các bạn sẽ tìm tiếp đến cái phần là thông tin cá nhân. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng cuối cùng là quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản nhé. Và ở đây thì các bạn có hai cái dòng là tưởng nhớ và vô hiệu hóa hoặc xóa. Thì các bạn nào muốn xóa thì các bạn sẽ chọn vào cái dòng là vô hiệu hóa hoặc xóa nhé. Mình sẽ chọn đây. Đó, và ở đây thì nó sẽ xuất hiện cho mình 4 cái tài khoản. Một cái tài khoản chính, tức là nick Facebook chính. Và trong cái nick Facebook chính này mình tạo 3 cái tài khoản phụ này. Thì các bạn nào muốn xóa thì các bạn sẽ chọn vào cái tài khoản đó, các bạn xóa. Các bạn không được xóa cái tài khoản trên cùng nhá. Cái tài khoản trên cùng chính là cái tài khoản chính. Khi các bạn xóa cái tài khoản chính này đi thì đồng nghĩa với những cái tài khoản phụ được tạo từ cái tài khoản chính này cũng sẽ bị xóa đi nhá. Và mình sẽ xóa cái tài khoản phụ này, tức là cái trang cá nhân phụ nhá. Và mình sẽ xóa cái trang cá nhân phụ Hải Ham Học ở dưới cùng này nhá. Thì mình sẽ chọn đây. Đó, và ở đây thì nó sẽ có hai cái dòng là vô hiệu hóa hoặc là xóa trang cá nhân. Thì mình muốn xóa trang cá nhân thì mình sẽ chọn vào cái dòng dưới, còn các bạn nào muốn vô hiệu hóa thì chọn vào dòng trên nhá. Và mình muốn xóa thì mình sẽ chọn vào đây. Đó, khi các bạn đã tích xong cái phần mà các bạn muốn thì các bạn sẽ tiếp tục cho mình nhé. Đó, và ở đây thì họ có hỏi cái lý do thì mình có điền vào tùy các bạn, mà mình không thì mình cứ tiếp tục nhé. Đó, và ở đây thì nếu mà các bạn muốn để giữ lại cái Messenger thì hãy vô hiệu hóa tài khoản. Còn mình muốn xóa hết thì các bạn sẽ tiếp tục cho mình nhé. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu của cái tài khoản Facebook nhá, tức là cái mật khẩu của cái tài khoản chính nhá. Đó, khi các bạn điền xong cái mật khẩu rồi thì các bạn sẽ tiếp tục cho mình. Và ở đây Facebook có nói là xác nhận xóa vĩnh viễn cá nhân bổ sung trên Facebook, tức là xác nhận xóa vĩnh viễn cái trang cá nhân phụ của các bạn nhá. Thì các bạn muốn xóa thì các bạn chỉ việc chọn vào là xóa trang cá nhân. Và các bạn sẽ chờ nhá. Đó, vậy là ở đây đã thông báo là Hải Ham Học đã được xóa nhé. Và ở đây thì đã không còn nữa. Và mình sẽ quay trở lại. Đó. Sẽ quay trở lại. Và mình sẽ vào trong cái phần mũi tên này xem có còn cái nick Facebook mà mình đã xóa không nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Giờ chỉ còn là 3 cái nick Facebook mà mình đã tạo nhé. Tức là Hải Ham Học cuối cùng mình đã được xóa nhé. Ở đây thì có 3 cái trang cá nhân này. Tức là có hai trang cá nhân và một cái page của mình nhá. Đó. Và cái trang cá nhân vừa rồi thì mình đã xóa thành công rồi nhá. Mình sẽ quay trở lại. Vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể xóa được cái trang cá nhân phụ, tức là cái link Facebook phụ mà các bạn tạo từ cái tài khoản chính nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.